Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo, xin chào 500 anh em. Tôi Bình Minh, chào 500 anh em. Tôi Cơ Sấu, chào 500 anh em. Tôi Thủ Bà Lách, chào 500 anh em. Tôi Đại Hồng Ngơ, chào 500 anh em. Ok con ạ. Hôm nay thì anh em mình tụ họp được rất là nhiều anh em, khoảng độ gần chục anh em gì đấy. Anh em mình lại tiếp tục với series nướng một đàn con ạ. Thì có một số bạn comment bảo là anh nướng một đàn cá đi. Thì hôm nay là mình thực hiện theo yêu cầu đó, là mình sẽ nướng một đàn cá con ạ. Ở đây thì anh em mình có chuẩn bị 10 con cá chép này các bạn này. Đó, con nào cũng sàn sàn bằng nhau ấy. Anh em mình sẽ đem những con cá chép này đi, anh em mình làm thịt rồi đánh vảy. Rồi anh em mình hôm nay sẽ ướp với nước ướp siêu cay, rồi anh em mình nướng 10 con các bạn ạ. Bởi vì tập trung được gần một chục anh em nên là anh mình sẽ nướng một đàn cá to như này. Cá này thì nướng khá là lâu chín nên là cần nhân lực rất là nhiều các bạn ạ. Ui giời ơi, bắn. Khỏe quá. Ui giời ơi, tập thể dục à. Cần nhân lực, có nhân lực ngay anh. Nói chung là rất là nhiều anh em các bạn ạ, rất đông này. Mỗi anh em đang làm một việc ấy, nên là tí nữa sẽ giao cho mỗi anh em là cầm một con cá này để nướng. Anh mình sẽ kẹp vào những thanh tre các bạn ạ. Ở bên kia thì mấy anh em đang bóc hành tỏi để anh em mình gọi là chế nước ướp siêu cay ấy. Bây giờ Cương với Bình sẽ gọi là nhận trách nhiệm, sẽ đem đi để thịt 10 con cá chép này để anh em mình đem đi ướp và nướng các bạn nha. Các bạn mà có ý tưởng nướng một đàn gì đấy thì các bạn có thể comment ở bên dưới video này, rồi mình đọc được thì mình sẽ thực hiện theo những yêu cầu của các bạn các bạn. Ví dụ như rất là nhiều các bạn bảo anh em mình thực hiện nướng một đàn cá đi, thì hôm nay đúng là anh em mình đã thực hiện mua một đàn cá là 10 con cá chép này về để anh mình sẽ nướng siêu cay này. Hoặc là hôm nào anh mình sẽ nướng một cái đàn gì đấy. Nói chung là sẽ làm theo yêu cầu của tất cả mọi người nha. Bạn nào cứ có ý tưởng gọi là muốn nướng một đàn gì thì anh mình sẽ nướng một đàn đó, nếu mà trong phạm vi khả năng của anh mình. Còn bây giờ thì anh mình sẽ đem đi để đánh vảy đi. Em ơi, đem đi thịt và đánh vảy đi. Vậy là một đàn cá anh mình đã đánh vảy và mổ xong hết rồi con ạ. Cái này thì anh mình sẽ đưa sang để anh mình gọi là khứa nó ra tí, anh mình nướng cho nhanh chín và ướp nước ướp cho nó ngấm vào bên trong thân con cá các bạn ạ. Ôi giời, thằng nào đánh vảy bắn đấy. Ôi giời, này chỉ có anh Bình thôi. Đánh vảy còn nguyên vảy này mà vẫn đưa ra bảo xong rồi cho được. Để con anh mình sẽ con nào anh mình cũng sẽ khứa như này. Rồi để tí cho nước ướp nó ngấm vào con cá ấy. Anh mình ăn nó sẽ ngon hơn đấy. Con này cương đánh này. Luôn. Cứ sạch là cương đánh à. Hiện tại thì anh mình đã đi ra ngoài hồ rồi các bạn ạ. Mấy anh em đang thiết kế một cái dàn để tí anh em mình nướng một đàn cá này. Nói chung là một cái dàn tre ấy. Mỗi một lần anh em mình nướng một đàn này, anh em mình sẽ phải chặt rất là nhiều tre ấy. Bên này thì anh em mình bây giờ sẽ bắt đầu đổ nước ướp vào để anh em mình ướp cá để cho ngấm dần các bạn ạ. Trong lúc chờ ngấm thì anh em làm xong cái dàn tre là vừa rồi. Úi xuống, em xoa tí nhỉ. Rồi mà mang cái kho đi. Mình quên cũng bảo tất cả mọi người là một đàn cá của anh em mình ấy được đầy một chảo luôn các bạn ạ. Rất là nhiều cá. Em xem xoa luôn cả vào bụng nữa. Ướp lên nhìn khác nhỉ. Nhìn nó lên màu hẳn tí lưỡng, màu đẹp nữa. Ôi, cho vừa ở bụng thôi em. Tí ở trời ra hết. Sát sát một chút thôi. Ngấm thì phê lòi. Chuột tí mỗi anh em cầm một con cá này để răng xé con ạ. Xem cảm giác ăn một mình một con cá nó như nào ấy. Mỗi anh em nhiệm vụ. Cá thì như mình đã ướp ngâm được khoảng độ 20 phút rồi các bạn ạ. Chắc là nó ngấm hết vào rồi. Bây giờ như mình sẽ kẹp vào những thanh tre mà như mình đã chế đôi đấy ra con ạ. Thấy dàn tre thì như mình đã thiết kế xong rồi ấy. Bây giờ chỉ việc kẹp những con cá vào những thanh tre rồi như mình sẽ cố định lại bằng dây thép rồi đưa lên để nướng ấy. Nhìn giống kiểu lần trước anh mình nướng con chấm đen khổng lồ nhỉ. Đấy, em quay một vòng cho mọi người xem. Đứng thầy lên. Đó các bạn ạ. Biết là tí thưởng thức một đàn cá này nó sẽ như nào đây. Chắc chắc vào tí đang nướng đấy, tụt con cá ra rơi xuống đống than này. Tạm để ướm thử lên cái dàn tre xem nào. Tạm thôi nha. Đó các bạn ạ, anh mình sẽ như này đây, anh mình quay anh mình nướng này. Nướng một đàn chắc là cũng mất khoảng độ 2-3 tiếng gì đấy mới có thể chín được một đàn cá như này. Bây giờ anh mình sẽ sang những con tiếp theo, kẹp vào những thanh tre khác. Than thì ở đây anh mình đã nhóm rất là hồng rồi các bạn ạ. Một đàn cá thì anh mình cũng đã kẹp xong rồi. Nói chung là con nào cũng đã kẹp rất là
yên ổn rồi con ạ, rất là chắc rồi. Ở đây thì có một đàn người con ạ, một đàn người bây giờ sẽ bắt đầu là đưa một đàn cá lên cái dàn tre để như mình nướng con ạ. Nào mỗi anh em một thanh nào. Đó, rồi. Quay thử không nào? Để lấy nhau ra, để con ạ. Một đàn cá của như mình nhé. Đợi nó chín là một đàn người sẽ thưởng thức một đàn cá con ạ. Chắc là ít nữa anh em mình gọi là làm một clip gọi là nướng một đàn người đi nhỉ. Mấy em xin phép là vắng mặt. Có rất là nhiều bạn bảo là anh em mình nướng một đàn kiến đi. Cái đó hình như là không trong khả năng của anh em mình rồi. Nếu mà trong tầm của anh em mình thì anh em mình sẽ làm tất cả những cái ý tưởng mà mọi người comment nha mọi người nha. Bây giờ anh em mình sẽ nướng nó, khi nào chín anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức. Mỗi anh em chịu khó vất vả quay tay một chút là chín là anh em mình thưởng thức cho nó ngon con ạ. Đấy một tí nhá, không cháy á. Nhìn giống kiểu nướng Tây Bắc nhỉ. Nướng chơi kiểu có tre này rồi rất là nhiều anh em ngồi sum họp kiểu trời lạnh nướng cảm giác rất là thích con ạ. Đây anh mình đã nướng chín rồi con ạ. Nhưng mà ở đây thì bị mất một con, bởi vì vừa nãy khi mà anh mình nướng ấy là nó bị tụt xuống rơi xuống than, nên là anh mình đã bỏ ra rồi. Thì đây là cái con cá bị rơi con ạ. Nhưng mà bị mấy con chuột kiểu là nó gặm nhấm gần hết con cá rồi con ạ. Hôm nay ấy thì anh mình có chuẩn bị một chút rau này, một chút dưa chuột, rồi bia. Anh mình chuẩn bị rau, bình thường là anh mình sẽ bày cá hoặc là đồ lên, nhưng mà hôm nay là bày bia lên con ạ. Bởi vì hôm nay đông như này, tất cả anh em mình sẽ dùng mỗi người một chút bia để thưởng thức món cá nướng siêu cay này con ạ. Bây giờ ấy, thì anh em mình sẽ cầm, mỗi anh em cầm một thanh rồi ra kia ngồi để anh em mình thưởng thức. Tức là thanh của anh em nào thì anh em đó gọi là nhận rồi mang ra để thưởng thức thôi. Nói chung đây là thanh của mình cứ đặt đây bởi vì mình chưa thưởng thức vội ấy. Để anh em thưởng thức trước xem cái vị của nó như thế nào, xong rồi mình sẽ thưởng thức sau con ạ. Mình cứ để đây cho nó nóng này. Đó. Nào, mới quay vào. Chơi đâu? Tức là hôm nay là anh em mình thưởng thức theo kiểu là ăn cá quây con ạ. Còn cái món chính có khi là rau với cả dưa chuột con ạ. Đấy, Phương em ngồi sắp ở đây. Đó. Thế này có phải là ấm cúng không? Nào, anh em nào bắt đầu thưởng thức trước đây. Cả vòng ơi, anh Bình ấy. Cả vòng à? Cả vòng ơi anh ơi. Rất là ngon các bạn ạ, đây những con cá của nhà mình này. Ôi, rất là ngon luôn, con nào cũng như con nào luôn đấy, thớ thịt luôn. Wow. Nhìn màu đẹp chưa, nó căng phong lên nhỉ. Ui, phải trưởng luôn. Còn anh ngon đấy, đối không anh? Đối, đối à? Đối. Em khui nó trước nhá. Ui dồi, nóng quá, nóng quá. Ui, ui. Thịt bên trong à? Đúng rồi. Ui, vẫn có khói. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon đấy. Ừ. Ngon lắm, ngọt béo lắm. Đấy, anh em mình sẽ xé như này con ạ. Đó. Con của anh em nào ăn chỉ có một phần là một con cá vậy thôi. Mời tất cả các bạn nhá. Nhưng hôm nay có lẽ là đông đủ nhất anh em nhỉ. Rất là nhiều. Da bên ngoài dai dai ăn ngon lắm. Trục chặt thế. Bên trong thịt béo. Đó, chè thử đi. Trục chặt lắm. Ăn ngon lắm. Thơm thật đấy. Ui. Ui. Cẩn thận hóc ấy, xương ấy. Các bạn đấy à. Có xương đấy, cẩn thận hóc vậy. Không có. Có không? Không. Thế nhằn cái gì ra đấy? Nhằn xương.
không 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 nhưng mà dàn gì đấy, dàn xương. Nói chung là cá con nào cũng chín rồi con ạ. Màu rất là đẹp mà nhìn rất là ngon đấy. Ừ. Nào hai anh em bóc đi. Đấy thử cái này đi em, thử cái bụng này đi. Bụng của anh. Ừ. Ok anh. Đấy thử nào. Ui giời. Nước ướp gì mà nước ướp trong này đầy đấy con này. Mặt trước ngùi mặt sau thì vàng rụm mà mọi người nhá. Anh nghĩ là nó béo ấy. Đúng rồi, cái bụng của nó lúc nào hầu như béo ấy. Đây đây con này. Tiến cũng thử bụng mà. Bụng khói con ạ. Nhìn nó thời tiết lạnh lạnh. Phát bia đi. Mời bạn nhá. Em một tay. Đây, anh chào. Đây. Ngon chứ? Ngon. Nhiều ngốp ngon quá. Tuyệt vời luôn con ạ. Đúng chưa anh? Rồi. Đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh em mình ăn kiểu này cảm giác có thấy khác lạ không? Cảm thấy là lạ. Ừ. Ăn ngon lắm. Ui cười. Mời cả mọi người nhá. Ngon. Còn ngon. Nước ướp siêu cảnh không? Cá trắng ngọt thế. Mời tất cả các bạn nhá. Anh em gọi là thưởng thức một vòng rồi các bạn ạ. Bây giờ sẽ dùng bia. À, anh em đâu? Giơ lên để bắt bia nào. Em để nó rồi. Cho anh chờ giúp không? Được rồi. Nào. 2 3 rô. Mình mời tất cả mọi người nha. Mát thế. Sướng thế. Làm tí cá này nữa thì tuyệt vời nhỉ. Đã nhỉ. Đúng bài luôn đấy. Cái màu con cá rất là đẹp con. Tuyệt nó hết rồi. Ngon. Thơm đấy. Em ngửi thử. Nước hết cả mũi. Con cá này nó ngọt dã man. Ngọt thật. Béo nhỉ. Béo. Béo vãi chóng luôn con ạ. Béo ngậy, cái da ngoài hơi dai dai ngon. Thơm. Ơi, thử ăn kèm một chút dưa chuột xem nào. Ôi giời, thế mới chuẩn bài chứ. Quên đi. Đâu, mỗi anh em một quả đi. Quên. Dưa to nhưng nó tẩy. Này một tay cầm dưa chuột này không ăn cá. Ăn này à. Rồi, em thử đi. Giống ăn thịt gà ấy. Em nghĩ ăn gặp ngon hơn á. Gì mà sao để cho em quả cau thế nhỉ? Cương này, như này. Tôm bô vừa ăn cá rồi. Đây các bạn, mình sẽ ra gọi là lấy con cá của mình. Con cá của mình nha các bạn này. Nói chung là nó đang kiểu chảy mỡ này các bạn này. Nó đang kiểu róc róc mỡ xuống ấy. Bởi vì vẫn đang đặt cạnh bếp nói là nó róc mỡ xuống. Mình sẽ mang vào để mình thưởng thức luôn các bạn ạ. Đó. Ngon quá này. Yeah. Uầy. Uầy các bạn này. Đó, kiểu con cá nó mỡ, nó chảy mỡ ra nhìn rất là ngon luôn. Hôm nay thì anh mình thực hiện clip đó chính là nướng một đàn cá. Hôm sau bạn nào mà muốn anh mình nướng một đàn gì thì hãy để lại comment để anh mình thực hiện nha các bạn nha. Hôm nay anh mình thưởng thức món này và ăn kiểu này thì cảm giác như nào? Có anh em nào muốn phát biểu gì không? Nướng kiểu này nó vừa lạ rồi, nhiều này, anh em ngồi ăn ấm ấm rồi. Ăn đâu cũng biên đấy, sợ siêu quê. Thơm, thịt cá thì béo. Mùi nướng kiểu này rất là thích nhỉ. Vừa vặn nhỉ. Mỗi người một phần luôn, không sợ. Không phải đi đâu. Thế thì em bảo mọi người để lại ý tưởng anh em mình thực hiện cứ mỗi người một phần như này thôi. Còn qua anh em mà có ý tưởng gì là làm theo kiểu mỗi người một phần thì mọi người comment phía bên dưới để anh mình thực hiện luôn ở clip sau. Tức là anh em sẽ không phải tranh giành nhau chỗ này ngon, chỗ kia không ngon đấy các bạn ạ. Ví dụ như nướng một đàn cá như này ấy, thì con nào cũng giống con nào các bạn ạ. Bởi vì nó đầy đủ bộ phận nên là cứ thưởng thức nó đều như nhau cả các bạn ạ. Ôi, con ngọ bảo cái gì mà cổ phần đấy nhỉ? Lính trắng có suất. Lính trắng có suất, chó có cổ phần. Đâu rồi?
Mỗi nhâm ăn cái nào? Khúc đầu. Đây em đây anh. Wow, với cảm giác quá là tuyệt vời luôn. Tầm kiểu xế tà. Là một chút bia con ạ. Đây mới gọi là tuyệt vời này con này. Lan quý phường, tâm này tâm thường. Lơ đây là thiên đường. Nói chung là đây mới gọi là cảm giác tuyệt vời đấy các bạn ạ. Đó chính là xế tà ấy. Ngồi ở đây thì xong bắt đầu thưởng thức một chút đồ nướng này, kết hợp một lon bia rồi ngắm kiểu ngắm hồ ấy. Cảm giác đầu óc rất là thoải mái ấy các bạn ạ. Thế anh không rủ em. Em ngắm cùng anh. Để mình sẽ thưởng thức thử một chút cá này. Mình mời tất cả mọi người nha, đây còn mình đang bốc hơi này. Ngon đấy. Ôi thằng ăn nhanh đấy. Ê ơi, à nó ra đây nó ngồi cùng anh nó ngắm là chửi tốt là nó ngắm cá của anh này. Rồi ăn cá. Rồi. Em ngắm thử đây xem thấy không? Nói chung là như mình muốn ấy, đó chính là được thưởng thức đồ nướng này, xong rồi làm một chút bia buổi chiều xế tà này, cảm giác tuyệt vời cực luôn con ạ. Bao nhiêu cái suy nghĩ ở trong đầu ấy, kiểu như nó tan biến luôn. Anh em nào muốn thì ra đây ngồi tất cả xếp hàng dãy đây như thế. Dãy lên. Có bia không em? Nhớ chân nó bắt là lốt cổ. Hết tan biến luôn rồi. Cấm uống. Ngon không? Ngon đây ạ. Ê, cho chúng con giữa hồ quay. À, xuống hồ quay. Ngồi như này. Bây em đi từ bên kia, em hỏi anh em khi mà thưởng thức và ngồi nhìn về phía xa xăm, anh em cảm giác như nào á? Ok anh. Nào, em Thạo là đầu tiên em được thưởng thức kiểu dạng như này đúng không? Em thấy lạ quá anh ạ, chưa bao giờ ngồi ăn kiểu như này cả. Ngon. Mát. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Nghe đi cục. Áo thủ. Đây mới là thiên đường. À, anh đại của em đây, à? Đây. Vẫn uống bia cái đã. Tính tiếp. Rồi. Vừa ngồi ăn cá lướng vừa nhìn cái phong cảnh này đây, cảm giác tuyệt vời. Các bạn làm lon bia nữa gì? Mà bài, cháy luôn. Chứ biết bây giờ luôn. Bí. Áo, có tiếng thì sao nào? Ăn xong tí độc muốn lao hồ. Đại tí mà cản nhá. Ông ngoạn già. Tôi á? Ờ. Tôi nhìn thấy con cá đại ca còn rất nhiều. Tại vì anh nó sâu và xác. Nói chung là còn cái gì mà điều gì mà mình muốn nói tả lên cái cảm xúc thật của mình ấy thì vừa nãy mình đã nói rồi con ạ. Bởi vì ngồi ở đây cảm giác nó tuyệt vời mức mà mình coi như là muốn quên hết tất cả mọi thứ. Kiểu đầu óc nó tư thái hơn rất là nhiều con ạ. Sao không chờ nhau? Ôi trời ơi, ngồi kỹ đấy. Trốn à? Trốn à? À, hôm nay một buổi ăn cá ngồi bờ hồ em cảm giác thế nào? Anh ạ, Lan Quy Phường quá tầm thường rồi. Mà có tiền chưa chắc đã ngồi ở cái thiên đường này đâu. Anh hiểu à? Có tiền chưa chắc chưa chắc đã ngồi được ở đây. Đấy. Nói chung là của anh em hôm nay ấy, anh em có một chuyến gọi là đi nướng một đàn cá này, cảm giác rất là phê luôn các bạn ạ. Kiểu như mình nói từ đầu là anh em tất cả đều có một cảm giác rất là vui được nướng đồ cùng nhau rồi thưởng thức cùng nhau ngồi ở đây. Mặc dù có thời tiết nó có hơi lạnh ấy các bạn ạ. Nhưng mà với tình cảm anh em ấy, nó sẽ kiểu làm tan cái lạnh đó đi để kiểu hâm nóng tất cả mọi thứ ở trong người mình lên các bạn ạ. Nhất là cái tình cảm của anh em ấy các bạn ạ. Và hôm nay ấy, thì chắc là mình để Phúc Bèo cũng vào kiểu cảm nhận một chút cái kiểu hâm nóng tình cảm. Kiểu ngồi như anh em mình này rồi thưởng thức ấy. Nên là chắc là anh em mình xin phép là dừng clip này ở đây để cho Phúc Bèo vào các bạn ạ. Còn với bản thân em thì em nghĩ như thế nào? Em nghĩ thì đó là với cảm giác rất là tuyệt vời khi được vừa được ngồi hồ ngắm cảnh, vừa được uống bia, vừa được ăn cá ngon, quá tuyệt vời anh ạ. Thế thì vào luôn. Okay. Và nếu các bạn mà thấy clip này của như mình hay ấy, thì đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của như mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.